Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, huyện Châu Thành vừa tổ chức diễn tập chiến đấu tại xã Dương Xuân Hội trong khu vực phòng thủ năm 2022. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng Giai đoạn 3, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương và tình trạng chiến tranh, phòng tránh đánh địch tiến công quả lực, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu với nội dung diễn tập thực binh, đánh địch tiến công vào địa bàn. Các nội dung diễn tập đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc bài bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng ủy, vai trò điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng quân sự, công an, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội trong xã. Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nâng cao trình độ lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của các quỹ đảng, chính quyền địa phương, khả năng làm tham mưu của các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân xã khi có tình huống xảy ra nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phần mềm dùng chung, đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, công tác chuyển đổi số tại địa phương. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, đoàn công tác ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tân Hưng đã đến khảo sát thực tế hiện trạng thiết bị hạ tầng kỹ thuật tại 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại mỗi địa phương đến, đoàn tiến hành khảo sát trực tiếp cấu hình hiệu năng khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tất cả các máy tính đang sử dụng tại cơ quan đơn vị, khảo sát trực tiếp hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin, mạng internet, tốc độ truy cập internet, đồng thời kiểm tra hồ sơ mua sắm, cấp phát trang thiết bị công nghệ thông tin. Sau khi kết thúc đợt khảo sát đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo cụ thể kết quả, đề xuất những giải pháp thực hiện và tham mưu Ủy ban Nhân dân quyền Tân Hưng xem xét chỉ đạo nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phần mềm dùng chung, cũng như đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn quyền. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, trước những biến thể mới đang có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trở lại Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương để nhanh công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và các mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên kịp thời. Ngoài việc triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng trên, các đơn vị địa phương phải tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Quỹ ban nhân dân tỉnh. Tính đến đầu tháng 8, tổng số vaccine còn tồn ở các quyền thị xã thành phố gần 160.000 liều. Trong đó, loại Pfizer 6 liều trên một lọ dành để tiêm mũi nhắc lần 2 cho người trên 18 tuổi và mũi nhắc lần 1 cho người từ 12 đến 17 tuổi là trên 78.000 liều. Loại Pfizer 10 liều trên một lọ dành tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi khoảng 7.400. Số còn lại là Verocell. Và cũng trong ngày 1 tháng 8 vừa qua, Trung ương đã có quyết định phân bổ đợt 160, 161 và 162 cho Long An với số lượng là trên 191.000 liều Pfizer người lớn và hơn 25.000 liều Pfizer trẻ em. Dự kiến trong tháng 8 này, Long An sẽ tiếp tục tiêm mũi nhắc cho đối tượng 12 đến 17 tuổi, tiêm mũi nhắc lần 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã đủ thời gian 3 tháng sau mắc Covid-19. Mặc dù hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành đã được kiểm soát tốt, nhưng trước những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh, có khả năng làm giảm miễn dịch qua thời gian, vì vậy địa phương đang tích cực tăng cường công tác tiêm chủng vaccine. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Châu Thành đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên được trên 18.000 người, đạt 70% tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi được trên 4.000 trẻ, đạt 40%. Tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được trên 7.200 trẻ, đạt 71%. Hiện nay, quyền Châu Thành đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để kiểm soát tốt và thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, chủ động các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả. Trước kiến nghị về việc thực hiện khai báo y tế với tất cả trường hợp nhập cảnh tại các cửa khẩu, Bộ Y tế cho biết đây là điều cần thiết đối với việc ngăn chặn dịch xâm nhập vào trong nước. Bộ đề nghị các vụ, cục, trực thuộc bộ phối hợp với các địa phương để có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm soát giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu. Cũng theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ hiện đang lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng tới các quốc gia khác. WHO nhận định nguy cơ mắc bệnh trên toàn cầu ở mức trung bình, riêng khu vực châu Âu ở mức nguy cơ cao chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra mắt tủ sách về Hồ Chí Minh nhằm giúp độc giả mọi thành phần lứa tuổi, đặc biệt là sinh viên có cơ hội tìm hiểu nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, vị lãnh tụ muôn vàng kính yêu của dân tộc Tủ sách Hồ Chí Minh được đặt tại trường Đại học Văn Lan, quận Bình Thạnh, trưng bày giới thiệu gần 140 đầu sách quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh bút tích của người, đặc biệt có 3 tác phẩm quý được xuất bản lần đầu khi bác còn sống. Tủ sách được chia thành các mảng đề tài, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tác phẩm văn thơ viết về người. Việc ra mắt tủ sách Hồ Chí Minh lần này giúp các độc giả, đặc biệt là các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, vì lãnh tụ muôn vàng kính yêu của dân tộc. qua đó giúp lan tỏa những giá trị tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh đến thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh thành phố năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị, Cục xuất nhập cảnh khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp cùng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng dẫn xử lý tiếp theo. Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7 giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định truy tặng quân chương chiến công cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Thượng quý Đỗ Đức Diệt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc là cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy, công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã tới thăm, động viên thân nhân gia đình ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho ba chiến sĩ cứu hỏa vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn phường Quang Qua, quận Cầu Giấy. Khép lại bản tin hôm nay sẽ là một số hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị nhân kỷ niệm 61 năm ngày thẩm họa gia cam Việt Nam, 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2022, mới đây Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã đến huyện Tân Hưng trao tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sống động viên gia đình các nạn nhân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn các cấp hội trên địa bàn huyện tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần, giúp các nạn nhân có được cuộc sống tốt hơn. Dịp này, đoàn đã trao tặng 50 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Tân Hưng tặng 26 phần quà, mỗi phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá hơn 150.000 đồng. Được biết, Hiện trên địa bàn huyện Tân Hưng có 190 nạn nhân bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chính sách. Tại thị xã Kiến Tường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã vừa đến xã Tuyên Thạnh trao tiền hỗ trợ thường xuyên cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng từ nguồn quỹ vì người nghèo của thị xã. Đồng thời trao 10 phần quà hỗ trợ vốn cho hộ nghèo và đoàn viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, mỗi phần quà là 2,5 triệu đồng tiền mặt do Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam tài trợ. Được biết thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã vận động Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn BO Việt Nam tài trợ 100 triệu đồng để chăm lo hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã phường của thị xã, với mong muốn các hộ sau khi nhận tiền hỗ trợ sẽ sử dụng đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cam kết sẽ thực thi trong năm nay một số điểm trong đồng thuận 5 điểm của ASEAN về tình hình Myanmar nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở nước này. Thống tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh, năm nay, khi mọi tình hình đang tiến triển, những điểm có khả năng nhất trong đồng thuận 5 điểm với ASEAN sẽ được thực thi trong khuôn khổ ASEAN. Theo ông, Myanmar đã không thể thực thi đồng thuận 5 điểm vào năm ngoái do tình hình thiếu ổn định và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nguyên tắc đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN thông qua vào tháng 4 năm 2021 nhằm hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, tham gia hiệu quả hợp tác ASEAN xây dựng cộng đồng. Thông báo của Bộ ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt công dân Anh. Thông báo nêu rõ, danh sách trừng phạt mở rộng gồm một số chính trị gia, doanh nhân và nhà báo Anh, những người mà Nga cho là liên quan đến chính sách thù địch của Luân Đôn đối với Moscow. Trong đó, những người trong danh sách có lãnh đạo công đảng đối lập Keir Starmer, cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Trong khi đó, người đứng đầu đơn vị tình báo của Bộ Tài chính Pháp cho hay, chính quyền Pháp đã phong tỏa khoảng 1,2 tỷ euro thuộc về công dân Nga. Các biện pháp này được thông qua phù hợp với danh sách trừng phạt cá nhân do Liên minh châu Âu áp đặt. Cảnh sát Israel đã sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus để nghe lén các chính trị gia, quan chức chính phủ, nhà hoạt động và nhà báo. Tuy nhiên, đây là việc làm đã được tòa án của nước này cho phép. Theo kết quả xác minh của nhóm điều tra về việc cảnh sát Israel sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus, của hãng NSO. Cảnh sát không do thám điện thoại di động của người dân bằng phần mềm Pegasus khi chưa có lệnh của tòa án. Tuy nhiên, cảnh sát đã thu thập một số thông tin trái phép bằng các thiết bị do thám khác. Phần mềm gián điệp Pegasus được cảnh sát Israel gọi là Sifon có khả năng bí mật thâm nhập điện thoại di động của người sử dụng để lấy tin nhắn, lịch sử duyệt web, lịch sử cuộc gọi, chụp ảnh màn hình và nhiều thông tin khác. Ngay khi xuất hiện các ca mắc bệnh đầu mùa khỉ đầu tiên, một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Anh đã ra quy định cách ly bắt buộc với người nhiễm bệnh. Nhiều nước cũng khuyến cáo người mắc bệnh có tiếp xúc và nghi nhiễm cũng nên tự cách ly tại nhà. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, bên cạnh tiêm phòng thì cách ly cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn bệnh lây lan. Mỹ hiện là một trong những quốc gia ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ cao nhất thế giới với hơn 5.000 trường hợp mắc bệnh. Những người nhiễm bệnh thể nhẹ hoặc không triệu chứng sẽ nhận được vaccine và thuốc điều trị tại nhà. Trong khi đó, tại các nước như Bỉ, Đức, giới chức y tế đã ra quy định cách ly bắt buộc tại nhà trong vòng 21 ngày đối với người mắc bệnh. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện tại là không bình thường, nhưng nó vẫn có thể phòng ngừa được. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, đợt bùng phát dịch này có thể chấm dứt nếu các quốc gia, các cộng đồng và mỗi cá nhân tự nhận thức, lưu tâm tới các nguy cơ và thực hiện những hành động cần thiết để ngăn chặn sự lây lan, cũng như bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Anh và Pháp vừa trải qua tháng 7 khô hạn nhất trong lịch sử, làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nước, vốn đã buộc hai nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế. Theo cơ quan khí tượng Pháp, lượng mưa đo được tại nước này trong tháng 7 chỉ đạt 9,7 mm, giảm tới 84% so với mức trung bình cùng kỳ. Trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2022, Bộ Môi trường Pháp đánh giá lượng mưa trong tháng 7 chỉ kiếm 12% lượng mưa cần thiết. Trong khi đó, Cơ quan Dự báo Thời tiết của Anh cũng thông báo nhiều khu vực ở phía đông và nam dùng yến lên ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp kỷ lục khi chỉ đạt hơn 23 mm mức thấp nhất trong tháng 7 kể từ năm 1935 và là tháng 7 có tổng lượng mưa thấp kỷ lục thứ bảy. Các nhà khoa học cho rằng lượng khí thải carbon từ đốt nhiên liệu quá thạch đang làm hành tinh nóng lên, làm gia tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của hàng hán, nắng nóng cũng như nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác.